những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11. Có hiệu lực từ đầu tháng 11, Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu quy định khi các yếu tố cấu thành biến động làm cho giá cơ sở giảm so với giá cơ sở liền kề trước đó, trong thời hạn tối đa 15 ngày, doanh nghiệp phải giảm giá bán lẻ tối thiểu tương ứng với giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh giá, không hạn chế mức giảm, khoảng thời gian giữa hai lần giảm và số lần giảm giá. Đồng thời gửi văn bản kê khai giá, quyết định điều chỉnh giá đến Liên bộ Công thương Tài chính. Từ 15 tháng 11, theo quy định số 54, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, phục vụ cho dự án đầu tư để sản xuất lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế, cần được ưu tiên nghiên cứu chế tạo, được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày dự án bắt đầu sản xuất lắp ráp trang thiết bị y tế. Cũng có hiệu lực từ giữa tháng 11, nhiều quy định mới về thuế giá trị gia tăng sẽ được thực hiện theo thông tư 151 của Bộ Tài chính, đơn cử như với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp, có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ và hợp đồng bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Từ 10 tháng 11, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam sẽ được hưởng các chính sách thu hút về xuất nhập cảnh và cư trú, về tuyển dụng, lao động, học tập, về lương, nhà ở, tiếp cận thông tin chính sách về khen thưởng vinh danh và một số chính sách khác nếu đáp ứng các điều kiện theo nghị định số 87 của chính phủ.